nay chúng ta bắt đầu live stream cái chương trình cái chủ đề hôm nay là nói về hai cái từ kỳ diệu, đó là hai từ cảm ơn. Cảm ơn là hai cái gọi là mình hay nói là hai cái từ nhiệm màu, hai cái từ thần kỳ, hai cái từ gọi là cái từ nó tạo nên một cái sức mạnh, ngôn từ tạo nên sức mạnh. Và cái chương trình live stream ngay sáng sớm hôm nay, các bạn có những người mới ngủ dậy thôi, có người thì còn đang nằm trên giường tại bữa cuối tuần mà. Tuy nhiên bạn nào đó mà đã thức dậy tập thể dục rồi và đón đầu một ngày mới mạnh mẽ thì các bạn sẽ có hôm nay một ngày rất là chất lượng. Và bây giờ chúng ta mới chương trình mới bắt đầu mới vài phút mới vài giây thôi. Và bây giờ các bạn hãy giới thiệu họ tên của mình đi, các bạn ở khu vực nào, vùng miền nào để chúng ta cùng nhau biết, chào nhau đi. Chào bạn Võ Bảo Toàn. Chào nhau, kết nối nhau để chúng ta có một ngày tuyệt vời các bạn, một ngày rất là hứng khởi, một ngày tràn đầy năng lượng, một ngày rất là mạnh mẽ, và một ngày, hai ngày cuối tuần nó sẽ vô cùng ý nghĩa đối với các bạn khi mà chúng ta bắt đầu một ngày mới. Nó ý nghĩa mèo ngố. Ok, cảm ơn bạn mèo ngố. Vâng, chào bạn Tuấn Tú. Vâng, chào bạn Quyên. Rất là nhiều bạn bên YouTube chưa thấy các bạn chào. Chào bạn Bùi Quốc Anh. Trên YouTube mình chưa thấy bạn nào hết. Vâng, vậy thì hôm nay mình muốn nói với các bạn là hai từ thần kỳ. Các bạn nào vào sau cứ chào nha, bạn nào chưa biết mình thì comment số 1 vô để chúng ta cùng nhau biết mình, kết nối với các bạn. Thì hôm nay mình nói với các bạn là hai cái từ thần kỳ, đó là hai từ cảm ơn. Trong cái cuộc sống, đôi khi chúng ta làm một cái việc gì đó, chúng ta làm một cái việc gì đó, đôi khi chúng ta không cần nhận lại một cái gì, chúng ta chỉ cần nhận lại một cái từ cảm ơn. Cái từ cảm ơn là cái cách mà chúng ta muốn thể hiện một cái lòng biết ơn đối với ai đó. Cái niềm vui sướng nhất của cái người làm kinh doanh đó là được khách hàng quay lại nói và tôi cảm ơn anh vì anh đã như thế nào đã cho tôi một cái sản phẩm rất là tuyệt vời, anh đã phục vụ tôi rất là tuyệt vời. Thì cái đó là cái niềm vui sướng nhất của người làm kinh doanh, nó là ở ngay chỗ đó, đó là cái sự biết ơn, cái đó là lòng biết ơn. Chào bạn Toàn, chào bạn Chiến, chào bạn Nho. Vậy thì tuy nhiên ở trong cuộc sống thì rất là nhiều bạn, rất là nhiều người, hai cái từ này rất là đơn giản nhưng mà họ không quen nói, tức là họ chưa có thói quen. Bởi vì sao bởi vì mình nghĩ là họ, không phải là họ không nói đâu, mà họ chưa có cái thói quen này. Bởi vì hai cái từ cảm ơn nó không tốn chúng ta một đồng xu nào hết, nó không có cái gì khó khăn để chúng ta thực hiện nó hết, nó vô cùng đơn giản và nhẹ nhàng để chúng ta nói hai cái từ cảm ơn bất kỳ ai đó thôi. Tuy nhiên nó có một cái điều rằng là có lẽ là họ chưa quen với cái thói quen đó, chứ không phải là họ không cảm ơn. Và mình nghĩ là bạn nào mà xem cái livestream hôm nay, xem cái chủ đề hôm nay thì bạn hãy set cho mình một cái thói quen mình nghĩ nó vô cùng ý nghĩa trong cái cuộc đời này. Nó ý nghĩa đối với bạn, nó ý nghĩa đối với những người khác, đó là hai cái từ cảm ơn. Mình hay đi xe ráp, đặc biệt là mình đi xe ráp, đi gần thì mình đi ráp bay hoặc là đi Go Việt, gần đây có Go Việt đúng không? Mình hay đi xe ráp và các bạn tài xế, các em tài xế chở mình, thì khi mà mình bước xuống xe mình nói một cái từ rất là đơn giản là một từ cảm ơn. Có một lần mình đi lên sân bay, mình đi lên sân bay, và đường hôm đó rất là kẹt xe và cái người tài xế họ phải rất là nỗ lực, họ đi đường này, họ đi đường kia, họ đi đường nọ, để làm sao mà họ chở mình được tới sân bay để khỏi trễ giờ. Và khi tới được sân bay rồi xuống thì mình chỉ đơn giản là mình nói anh là cái lời cảm ơn thôi, cái lời cảm ơn thôi. Cảm ơn rất là nhiều, anh đã nỗ lực thêm. Các bạn biết không ổng giữ mình lại và ổng kêu là ổng rất thích nghe cái từ này. Nó đơn giản thôi, ổng kêu là hồi giờ ổng chở rất là nhiều người, ổng chở rất là nhiều người nhưng mà ít người nói từ cảm ơn lắm. Ổng nói đồng ý là mình chở thì người ta trả tiền cho mình rồi, ổng nói cái điều đó là điều chắc chắn rồi. Nhưng mà ổng kêu tự nhiên nghe ai đó nói từ cảm ơn, tự nhiên ổng cảm giác nó đầy sức mạnh, nó đầy sức mạnh, và ổng cảm giác là ổng làm một cái việc gì đó nó rất là có ý nghĩa, ổng cảm giác là ổng có cái cảm hứng làm việc hơn. Và mình bảo đảm với các bạn rằng đôi khi trong cuộc sống bạn ước ao nghe ai đó nói lời cảm ơn bạn làm một cái gì đó,
cho họ, đúng không? Ở ở đây mình ý ở đây mình không có muốn nói rằng là chúng ta làm một cái gì đó rồi chúng ta mong nhận ai đó lại một cái gì, thì cái điều đó không có phải có ý nó là như vậy. Cái điều đó là cái sự trao đổi mất tiêu rồi, chứ không có phải là cái sự cống hiến, không phải là cái điều đó là cái điều mà chúng ta nói rằng là chúng ta làm cho ai đó thì ai đó phải trả lại cho chúng ta, không có phải phải nói như vậy. Nhưng mà cái từ cảm ơn là thể hiện một cái sự chúng ta cảm kích ai đó, nói cái từ lịch sự thì nó hơi nặng quá, nhưng mà chúng ta cảm kích ai ai đó, chúng ta thể hiện một cái tấm lòng đối với ai đó. Và các bạn an tâm, các bạn cứ sử dụng cái từ này đi, vì nó sẽ giúp cho bạn nhân văn hơn. Nó giúp cho con người của bạn có một cái góc nhìn rộng mở hơn, nó giúp cho con người của bạn nó lên một cái tầm cao hơn. Bạn nào vào sau thì các bạn giới thiệu về các bạn đi. Chào bạn Dương Thúy. Các bạn chào và các bạn nói chuyện đi. Các bạn đâu, không phải là chúng ta làm một cái điều tốt cho ai đó rồi chúng ta mong muốn ai đó nhận lại cái điều tốt, trả lại cái điều tốt cho mình, không phải. Bạn bạn phải làm một cái điều trong cái cuộc sống này, chắc chắn rằng chúng ta phải làm cái điều tốt đối với ai đó rồi, chắc chắn. Nhưng không có nghĩa là chúng ta ngồi chờ người đó họ trả lại. Bạn đối xử tốt với người khác không có nghĩa là người khác phải đối xử tốt với bạn. Bạn phải luôn nhớ cái câu này. Chào bạn Dũng Trần. Bạn rất tuyệt vời. Bạn 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 phải luôn nhớ cái điều này. Mà nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta phải làm điều tốt đẹp rồi. Ok chưa? Và chắc chắn rằng trong cuộc sống mình cũng nghiệm ra ra rằng điều tốt đẹp, ok chưa? Thì nó sẽ đến. Cái điều tốt đẹp trong cuộc sống nó phải luôn đến với ai làm điều tốt đẹp. Có nhiều người cứ 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 đau đáu ra rằng là tôi tốt với nó mà tại sao nó không tốt với tôi. Không có phải vậy. Bạn nói cái câu đó là bạn bạn bắt người ta phải trả lại cho bạn rồi, không phải vậy. Tôi tốt với chồng tôi mà tại sao chồng tôi không tốt với tôi. Nó không phải nói như vậy. Bạn chăm sóc con cái của mình giỏi, bạn tập trung hết mọi thứ cho con cái mình, nhưng mà không có nghĩa là con cái mình nó sẽ nghĩ đến mình. Cái nhiệm vụ trách nhiệm của người làm cha làm mẹ thì chúng ta phải làm thôi. Nhiệm vụ chúng ta là một người làm vợ thì chúng ta phải làm thôi. Đừng cứ nghĩ rằng là người khác sẽ đối xử tốt, nhưng mà chúng ta cứ làm nó như vậy thì chúng ta sẽ nhận được một cái điều nó rất là tuyệt vời. Và chắc chắn rằng là các bạn cũng trải nghiệm trong cuộc sống rằng là chúng ta luôn gì luôn gặt hái, luôn nhận được những cái gì chúng ta gieo đi, đúng không ạ? Các bạn có cảm nghiệm ra điều này không? Chứ còn mình rất là cảm nghiệm. Các bạn cười với ai đó thì chắc chắn sẽ có ai đó cười với bạn. Các bạn chia sẻ điều gì với ai đó thì chắc chắn sẽ có một người khác nào đó chia sẻ một điều gì đó với bạn. Nên là bắt đầu từ giờ chúng ta như thế nào hãy phấn khích, hãy như thế nào hãy hãy làm rất là nhiều thứ để chúng ta nói cái lời cảm ơn rất là tuyệt vời đến với mọi người. Mình có một người bạn, bạn kể cho mình rằng là em mở một cái quán phở, mà em bán phở hơn 10 năm rồi, và cái quán phở của bạn đắt lắm bạn, và dĩ nhiên bạn đó bạn làm vì đam mê, nên là bạn chăm chút cho cái quán của bạn, bạn quán phở cho bạn. Bạn nói là hồi giờ mỗi một tháng á em bán cả hàng ngàn tô phở, nhưng ok những người mà ăn phở của em mà cảm ơn em là ít lắm, trên đầu ngón tay lắm, sáng nào thì bạn cũng đông lắm, tối nào khách cũng đông lắm. Nhưng mà bạn nói rằng là những người mà người khách hàng mà ăn phở của em mà sẵn sàng cảm ơn em á ít lắm. Bạn nói là đếm đầu ngón tay á, tức là bạn nói là em rất là thích. Bạn nói là sáng hôm đó mà em đang nấu phở mà ai đó mà tự nhiên gửi cái lời cảm ơn đến em, là bạn nói là ồ cái sáng đó tự nhiên em cảm giác em vui. Bạn nói họ chỉ cần nói nói mình một lời cảm ơn thôi, mình cảm giác cả, bạn nói là cả một cái ngày hôm đó làm việc rất là hứng khởi liền, làm việc nó cảm giác nó có ý nghĩa ra, làm việc cảm giác nó hay ra. Và đây là một cái bí mật mình gửi đến các bạn nè. Nguyên nhân số 1 mình gửi đến những bạn đang làm kinh doanh này, các bạn có sẵn sàng để mình
Mình mà nói một cái điều bí mật rất là tuyệt vời này không ạ? Dành cho những bạn đang làm kinh doanh, chào bạn Tiêu Thủy. Dành cho những bạn đang làm kinh doanh, các bạn có sẵn sàng để mình đặt mấy cái điều bí mật này không ạ? Bạn nào mà lần đầu tiên biết tới livestream mình thì các bạn hãy kết nối với mình, hãy đăng ký với mình, làm để gì, để khi mà mình livestream thì nó bật lên cả kênh YouTube và cả kênh Facebook. Các bạn có thể chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn, để khi các bạn nghe đi nghe lại thì nó làm cho bạn nhớ thôi, nó đi vào trong cái tiềm thức của bạn thôi, nó giúp cho bạn tốt thôi. Thì một cái điều mà nó rất là thú vị là nhân viên của chúng ta, phần lớn á, nhân viên của chúng ta họ không làm với chúng ta, họ không trung thành với chúng ta. Bởi vì sao ạ? Bởi vì sao ạ? Bởi vì mọi người phát hiện rằng là bởi vì bạn không công nhận họ, bạn không trân trọng họ, bạn không cảm ơn những gì họ đóng góp cho doanh nghiệp của bạn. Phần lớn là nhân viên nó bỏ các bạn đi không phải vì mức lương thấp, nhưng nó bỏ bạn bởi vì bạn không biết trân trọng. Bạn là một nhà lãnh đạo mà bạn không biết trân trọng. Bạn không bao giờ biết nói ra một lời cảm ơn một người nhân viên nó đã ngày đêm nó cống hiến cho mình. Các bạn chỉ biết la thôi, chờ người ta làm sai và la và chửi thôi. Và mỗi lần mà các bạn phát lương cho họ, các bạn làm như các bạn là người ban phát vậy đó. Và cái đó nó làm tổn thương người khác, các bạn phải không? Chúng ta không bao giờ biết trân trọng và sẵn sàng cảm ơn ai đó hết, mà chúng ta chỉ có sẵn sàng gì à? Sẵn sàng để la mắng trách móc, sẵn sàng để bắt tội bắt nạt ai đó thôi. Và đây là cái nguyên nhân mà lớn nhất mà các cái mối quan hệ của bạn nó sẽ không được bền vững. Những người nhân viên của bạn họ sẽ không làm việc với bạn, và rớt những người khách hàng của bạn họ cũng không làm việc của bạn. Ok, và những người đó họ sẽ chạy đi đâu à? Những người đó họ sẽ chạy đâu à? Những cái người nhân viên đó sẽ chạy đâu à? Những người nhân tài đó họ sẽ chạy đâu à? Họ sẽ chạy đến những cái công ty ở đối diện bạn á, họ sẽ đến những cái người đối thủ của bạn á, những người mà luôn biết cảm ơn và luôn biết trân trọng họ, luôn biết ghi nhận những công góp đóng sức của họ. Họ sẽ chạy đi những cái chỗ đó, và họ luôn rời xa những cái người mà cả một lời cảm ơn cũng không nói được. Và nếu mà bạn nào mà đang là làm kinh doanh, các bạn nào đang làm chủ, các bạn phải cực kỳ lưu ý cái điều này, phải biết trân trọng cái điều này. Trách nhiệm lớn nhất của một người làm kinh doanh là phục vụ khách hàng, nhưng trách nhiệm cuối cùng của một người làm kinh doanh là phải luôn biết cảm ơn khách hàng. Các bạn ghi vô đi. Trách nhiệm lớn nhất của một người làm kinh doanh, một người bán hàng là chúng ta phải phục vụ khách hàng tốt, chúng ta đưa sản phẩm tuyệt vời đến cho khách hàng, đưa những sản phẩm ý nghĩa đến cho khách hàng, đưa sản phẩm chất lượng đến cho khách hàng. Thì trách nhiệm cuối cùng của một người làm kinh doanh là chúng ta phải biết cảm ơn khách hàng, chúng ta phải biết trân trọng những cái điều đó. Trách nhiệm lớn nhất của một người làm lãnh đạo đó là phải biết gì phải biết trân trọng và ghi nhận tất cả, làm rõ lên tất cả những cái thực tế mà nhân viên chúng ta nó đã đóng góp cho tổ chức của chúng ta. Và trách nhiệm cuối cùng của người làm lãnh đạo là hãy biết cảm ơn, ghi nhận, thậm chí cả cái lòng biết ơn đối với những người nhân viên, những người đã đóng góp cho cái tổ chức của mình. Và nếu mà cái điều này các bạn làm không được thì vô cùng khó khăn, bạn sẽ gặp trắc trở rất nhiều trên hành trình làm kinh doanh các bạn à, bạn làm trắc trở. Tuy nhiên ở đây mình muốn gửi đến các bạn là cái việc làm cái việc nói cảm ơn không phải là chúng ta nói qua loa, nó lẹt xẹt, không phải gặp ai cũng nói cảm ơn nói như cái kiểu lẹt xẹt, không phải vậy. Chúng ta phải nói cái từ cảm ơn bằng gì? Bằng cả một cái sự nhiệt huyết, bằng cả một cái sự nhiệt tình, bằng cả một cái tấm lòng. Các bạn mình luôn nói đi nói lại với các bạn, mình luôn chia sẻ với các bạn rằng là năng lượng nó không biết nói dối đâu. Bạn truyền cái năng lượng gì đi là tự nhiên nó đi. Cái lời nói thì nó mới nói dối được. Lời lời nói này, cái lời chúng ta phát ra này, chúng ta có thể nói hay, nói hoa mỹ rồi lắm, nói rất là hay, nói hoa mỹ. Tuy nhiên các bạn nên nhớ ra rằng là cái năng lượng mà các bạn truyền đi á, nó không có nói dối được.
Tại vì nó truyền từ phía bên trong của chúng ta ra. Nó là chúng ta hãy có thói quen nói cái từ cảm ơn. Nên mình nhắc đi nhắc lại với các bạn. Trách nhiệm lớn nhất của người làm kinh doanh là phục vụ tốt cho khách hàng. Các bạn nói đi nói lại để các bạn nhớ đi. Các bạn hãy nói, xem, nói, ghi lại để các bạn nhớ. Chứ các bạn cứ ngồi xem không là nói tay này tù qua tay này nó đi mất. Trách nhiệm lớn nhất của người kinh doanh là phục vụ tốt cho khách hàng. Trách nhiệm cuối cùng của người làm kinh doanh là như thế nào ạ? Là phải nói lời cảm ơn trân trọng khách hàng. Trách nhiệm lớn nhất của một người lãnh đạo là luôn ghi nhận cái công sức đóng góp của nhân viên của mình, nó đã đóng góp cho tổ chức của chúng ta như thế nào. Và trách nhiệm sau cùng của một người lãnh đạo là phải luôn cảm ơn nhân viên một cách rất là chân tình, bởi vì họ đã song hành trong hành trình cuộc đời của mình. Họ đã vào tổ chức của chúng ta, họ đã tham gia vào trong tổ chức của chúng ta, và đó là những người lãnh đạo khôn ngoan. Và nếu bạn không biết làm cái điều này thì nó rất là đơn giản. Đơn giản gì à? Khách hàng của bạn, nhân viên của bạn, họ sẽ đâu à? Họ sẽ chạy qua bên cái công ty đối thủ của bạn thôi, vì nơi đó đang trân trọng họ, đang quý trọng họ, đang biết gửi lời cảm ơn của họ. Và khi chúng ta nói lời cảm ơn thì chúng ta phải nói nó như thế nào à? Nói một cách rất là chân thành, nói một cách rất là hân hoan, nói một cách bằng cả cái nhiệt huyết. Và trong cuộc sống, khi bạn biết cảm ơn ai đó, bạn biết thậm chí là bạn biết cảm ơn cái cành hoa đẹp, thậm chí là bạn cảm ơn những người, ví dụ như là mình hay cảm ơn các bạn đã xem livestream của mình hay cảm ơn Facebook, ví dụ vậy, thì chúng ta chỉ cần có những cái lời cảm ơn rất là chân thành vậy, thì cái sự kết nối nó rất là tuyệt vời. Nó là cái livestream buổi sáng hôm nay rất là nhanh lẹ thôi, mình livestream rất là nhanh thôi. Mình muốn gửi đến các bạn hai cái từ thần kỳ trong cuộc sống mà nó không tốn cho bạn bất kỳ một cái đồng xu nào. Nó không tốn bạn một cái đồng xu nào đó, mà nó sẽ làm cuộc đời của bạn thay đổi. Nó làm cho cái năng lượng của bạn thay đổi, nó làm cho cái thế giới quan, góc nhìn của bạn thay đổi. Và nó làm cho cái việc kinh doanh của bạn thịnh vượng. Nó làm cho nhân viên của bạn gắn bó với bạn, các bạn, nó làm cho mọi mối quan hệ sẽ đến với bạn. Đó là hai từ cảm ơn. Hai từ vô cùng sức mạnh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã xem cái chương trình livestream của mình buổi sáng hôm nay. Và bạn nào sáng hôm nay thì chút xíu nữa mình đứng lớp rồi, mình có cái lớp làm chủ doanh nghiệp khóa 156. Hơn 80 bạn sẽ cặp chính cái hội trường của sáng hôm nay tham gia học. Bạn nào mà đăng ký học và làm chủ doanh nghiệp mà online trên khắp mọi miền đất nước, có nhiều bạn không về được thì các bạn inbox cho mình. Các bạn nói là các bạn đăng ký cái khóa đó thì sẽ có người liên hệ bạn. Mình sẽ tập hợp đủ lên cái group Facebook khoảng 200 người thì mình sẽ đào tạo vào buổi tối cho các bạn, và đào tạo bằng livestream luôn. Đào tạo trong cái group bí mật đó. Mình triển khai cái khóa kinh doanh Tết. Bạn nào mà muốn có tiền tiêu Tết, bạn nào mà muốn có cả ngàn đơn hàng ngày Tết, thì mình sẽ thiết kế, mình đang thiết kế một cái chương trình. Những cái chương trình này mình đã chia sẻ liên tục trong những năm nay rồi, và nhiều bạn phản hồi về trong những ngày Tết bạn kiếm được 30 triệu, 50 triệu. Ok, rất là tuyệt vời, họ có tiền tiêu Tết rất là tuyệt vời. Mình có cái quyển sách vượt biển lớn, cái quyển mỗi ngày một chút thôi, và quyển bán hàng online ngay, cũng như cái quyển tiếng Anh Beyond the Way. Thì bạn nào mà ở trên khắp mọi miền nước, các bạn mua ít nhất là hai cái quyển sách này thì các bạn sẽ được như thế nào ? Các bạn sẽ được join vào cái group. Bạn nào muốn đăng ký hai lớp thì các bạn cho mình số điện thoại hoặc là kết nối Facebook với mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn hai ngày cuối tuần rất là ý nghĩa, và chúng ta sẽ gặp lại trong những cái livestream tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký cái livestream mình để được Facebook báo hoặc là YouTube báo nha. Bye bye các bạn nhiều.